Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh đã hết chỉ thị số 16, sân bay đã được phép hoạt động trở lại và mình sẽ đi Hello anh em. Hôm nay Sài Gòn mở cửa hoạt động trở lại. Và công việc đầu tiên của mình trong việc trở lại này, mọi người thường dành thời gian cho việc ra sân banh đúng không? Không. Đi sửa xe cái đã. Mang về cái đã. Lâu lắm rồi mới được mang đến đôi Ultraboost 21 này. Êm quá. Đây là chiếc xe của mình. Sau mấy tháng nó đã chết máy rồi, bình cạn hết rồi. Đi thay bình thôi, chứ không là phải ngồi đạp mệt mỏi luôn. Vậy thôi. Và mình sẽ trở lại chỗ sửa xe mình hay sửa ở gần nhà cũ của mình bên Phú Nhuận. Và hy vọng là xe không bị kẹt xe. Rồi xong. Chỗ sửa xe nằm trong khu bị phong tỏa rồi. Chỗ bán phụ tùng cũng chưa mở cửa trở lại, chưa làm được gì, còn mắc mưa nữa chứ. Hơi đen. Và ok, đã tìm được chỗ thay bình ắc quy rồi. Và đi sửa xe, nhưng không phải trong tiệm sửa xe. Và đây là bình ắc quy cũ. Thay bình ắc quy mới là 370 nghìn. Ôi trời ơi. Ok, yên nghỉ nhé. Ghé sân anh sĩ. Sau một khoảng thời gian dài không lên đây đá banh. Oh. Hello. Kiểm kỹ chưa? Khỏe không anh? Khỏe. Bây giờ mở cửa lại đây rồi. Đúng quá. Tối nay mở cửa chưa? Chưa mở luôn. Chưa luôn anh. Trời. Ok, một mình với ba sân này thì không biết sẽ làm gì đây. Trời ơi, cái khung thành của tôi lưới thì đem nhà cất rồi. Ủa còn một chiếc khung thành nữa để đâu rồi ta? Trời chuẩn bị mưa. Ồ, còn may luôn. Gì mà rào chắn đây dữ vậy? Trong sân thì có vài. Trời ơi, dời khung thành qua đây luôn. Một bãi chiến trường. Để sẵn cây quay phim luôn. Phía sân trong thì vẫn ổn, không có gì. Ngoài này thì hơi bầy bừa tí xíu thôi. Đã tìm được cái khung thành còn lại rồi. Đây. Ây cha. Giấu kỹ quá. Để vài bữa đem lưới lên gắn vô chơi tiếp. Giờ qua đây. Okay. Rồi đây giờ bắt cặp đi, có bốn người nè. Anh sĩ với si một đội. Rồi Bill với Ben một đội. Ok không? Đá Winter tôm ha. Ok. Chơi nào. Chuẩn bị đá, có khán giả xem luôn. Úi xời. Rồi vô nha. Ai ghi hai bàn trước thắng. Nhanh gọn lẹ. Trời. Anh sĩ đau chân nhưng còn rất khéo. Không vào. Không qua được. Đã biên. Yeah, 1-0. Quá ghê. Quá dữ. Cặp này chơi sao bên kia chơi lại trời. Cài hả? Dám cài hả? Dám cài anh sĩ hả? pha sâu kim quá ghê.
Làm lẽ, làm lẽ. Hiểu quá vậy. Vẫn còn ngon, trời ơi. Rồi, xong, 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 xong. Xong, xong. Đây. Một đều, một đều. Quá dữ, quá dữ. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Hai đến một. Yeah. Vậy là chiến thắng thuộc về đội của anh Sĩ và Sư Nhỏ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh em đã có một trận cầu rất hay. Giờ có một điều hết sức đặc biệt là ở sân Anh Sĩ có rất là nhiều chó. Và con nào con ấy nhìn cũng rất là dễ thương. Ừ, thương về đó, đụng vào đi, coi chừng bị tát. Và sau đây là tiết mục đá banh chăng của mình với anh Sĩ và ba đứa nhỏ. Đầu gối mình chưa lành nhưng cũng khá ham vui. Mọi người thì đá hai chạm, còn mình thì đá một chạm. Ây da, rồi xong, biết bị gì rồi đó. Thật ra thì đầu gối bên phải của mình bị đau được 2 tuần nay rồi. Và hôm nay mình có lịch hẹn để đi khám và chữa trị khớp gối. Hy vọng là sẽ không bị gì quá nặng. Và ok, giờ đã rồi, giờ thì lên đường thôi. Giờ thì mình đã có mặt tại nhà riêng của bác sĩ để kiểm tra. Bình thường là bị vậy làm to đâu rồi, bị mà không. Chính xác là đau ở đây. Mỗi lần mình duỗi thẳng chân với một cái lực duỗi thật mạnh ra thì nó sẽ thốn giữa hai khớp gối. Và vì thế mà bữa giờ chân mình cứ cong cong và không duỗi thẳng ra được. Và vừa rồi là kiểm tra dây chằng. Sau khi kiểm tra xong thì dây chằng mình còn rất tốt anh em ạ. Quên giới thiệu, đây là bác sĩ Dưỡng. Đang làm việc tại trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Lấy cái thằng sau, cái gì thằng trước, cái gì thằng trước là không bị gì. Còn mấy người nào đau quá, nói chung là chân vẫn ổn nhưng có nguy cơ bị tổn thương dây chằng chéo sau. Tạm thời thì massage giãn cơ và siêu âm laser 3 buổi rồi tính tiếp. Nhưng mà
luôn nói cho mình những gì cả. Và đây là serum laser. Mày nắng nắng mà hơi bút bút vô trong á. Ừ, bút vô trong. Khó chịu. Khó chịu. Ok, giờ đã về nhà và cảm thấy khá ổn với lại một buổi trị liệu căng cơ, cảm thấy ổn hơn, đỡ đau hơn rồi, nhưng mà còn đi thêm vài buổi nữa cho dứt điểm hẳn. Thời điểm này cũng không có đá được, cũng chưa vận động mạnh được, vẫn phải dưỡng thêm ít nhất một tuần nữa để đi thêm hai buổi nữa để dứt điểm, và hy vọng sẽ sớm trở lại quay clip đá banh cho anh em xem. Mọi người cùng chờ xem nha.